Tiếp tục một cái máy Alpha full mới nha mọi người. Thì đây đồ cũng vừa xong, vừa soạn ra xong thì Phố chuẩn bị gấp luôn nha. Rồi sẵn quay clip gửi đến anh chủ máy mình lưu làm kỷ niệm nha. Rồi xem đồ của mình ở bên trong cơ Phố làm, Phố thay cái gì nha. Rồi thì trước tiên là máy mình sơn nha, mình sơn cặp lốc lại, còn cái nắp mũ nữa, nhưng mà cái nắp mũ gửi bị thiếu rồi mọi người, còn cái đuôi cá thì anh chủ xe ảnh không có đưa, thì mình đi sơn cái ba món thôi. Rồi máy thì máy bên trong là Phố rửa sạch như mới luôn. Đây anh chủ xe máy của mình nha. Thì đây nhìn lốc số chắc biết nha anh em, chứ nếu mà mình quay không nhìn lốc số rồi chủ máy không biết đâu. Cái máy này lúc đấy á, nhưng mà rất là dơ luôn, dơ kinh khủng luôn. Mà tại vì Phố không có thời gian quay, không có thời gian quay để mà, tại trong quá trình mình làm á, nó lu bu quá cả nhà. Quay để trong điện thoại á, nó mắc nha. Rồi mà hởm mình cũng không có quay nữa, mình quá lu bu thì mình không có quay. Đồ rất là dơ. Thì nói chung thì anh chủ máy sẽ hiểu được cái đồ của mình nha. Rồi đây, sạch lại như mới từ trong cạc. Nói chung thì máy nào bên Phố làm thì cũng đều trắng sạch hết, tại vì bên Phố có nước tẩy nha mọi người. Nước tẩy là bên Phố tự sản xuất ra, tự chế ra luôn nha, hàng độc quyền nha. Đây nước tẩy đen, nước tẩy trắng. Thì cái này mình cũng có quay video nhiều rồi, nhưng mà có thí dụ như mà anh em bà con nào mà chưa biết á, muốn tham khảo nước tẩy của mình á, thì nhờ nhắn tin Zalo hoặc là gọi cho mình. Mình có để Zalo, Facebook và số điện thoại cửa tiệm của mình, mình có để đầu video không mọi người, cả nhà vô kết bạn, mình sẽ gửi video cái cách rửa cho anh em mình xem tham khảo nha. Rồi anh em nào muốn xài thì alo trực tiếp cho mình. Rồi thì máy là rửa sạch sơn này lên cấu hình 110 nha, cấu hình 110 bài zin bài nhẹ. Cái này là mình lên cho 110, mình xài lồng zin luôn nha, lồng 72 gữ, đi bê tông bằng mặt luôn, bê tông 100 luôn, không cần bê tông 110 nha. Tại vì cái nòng alpha của mình á, mình xấy lên 110 á thì nó sẽ rất là mỏng nha cả nhà, xài được một có thôi, chỉ xấy lên được cái trái ớt tăng đao của 110 nữa là xong, là đóng nòng lại thì nó rất là ổn. Thì Phố xài trái 100 luôn nha, mình xài trái 100, mình xấy lên được 4 lần. Thì cái này á, là mình xấy lên á, là chủ xe có xấy rồi, lên cốt 1 rồi, thì bây giờ mình lên cốt 2, rồi được cốt 3, cốt 4 nữa nha, rồi thêm được trái 110 nữa, xấy được mấy lần nữa. Chứ còn mình xấy lên thẳng lên trái 110 luôn thì cái nòng mình rất là ổn nha. Còn đầu thì đây, xúc bắp dẫn xúc bắp zin nha, làm zin là hết, nhưng máy đi rất là phê nha anh em. Chứ đừng có nghĩ là đồ zin là 100 mà đi không vô nha, đi rất là phê luôn. Thường thì mấy chiếc quay 110 á, mấy chiếc quay thái 110 á, nếu mà ai chạy, có ai chạy rồi sẽ biết được tốc độ của nó, 100, 101 là có, nhưng mà nó lên hơi chậm. Còn cái này Phố canh lại lúc ngắn cái có thể là mình tăng cái công suất của nó lên nha, nó sẽ lên rất là nhanh, xe đi rất là nhanh luôn, rất là bền, cũng như một chiếc xe zin nha. Rồi thì máy là thay full mặt đạn nha, thay full mặt đạn máy luôn. Rồi cái này thì Phố thay cù đề luôn nha anh chủ xe, cái cù đề của mình á, đây nó banh hết trơn rồi, anh chủ xe có đưa cho mình nhưng mà mình không có cứu nha. Bây giờ thí dụ mình cứu lại xài được vài bữa, cái mất công nó hư nữa, rồi cái mất công thay, tháo vô tháo ra này kia nó mất công nữa cả nhà, thì Phố thay luôn, mặt đạn đồ nó mòn hết trơn rồi, bỏ luôn. Rồi ốc là thay full ốc alpha nha, full ốc cái vật, full hết ốc máy luôn. Rồi thì xe này cái cốt đạp cốt số nó cũ quá đi, Phố thay cốt đạp cốt số luôn nha, kiểu như mà nó bị mòn găng dập găng á, Phố thay cốt máy luôn.
Rồi hiện nay anh chú xe kêu thao bộ nồi. Đây, bộ nồi thương hiệu rất là hiệu luôn nha. KFL. Nồi này là rất là tốt luôn. Cái nồi này á, có nhiều anh em hỏi mình á là có bán nồi này không? Có bán nồi bao giọng bao hú không? Cái hú á là mình bao. Còn cái giọng á là giờ anh em tự canh, giọng hay không giọng là cái ba càng. Cái ba càng nó sẽ làm ra tiếng giọng. Chứ cái nồi nó không có ăn nhậu rồi mà tiếng giọng nó cả nhà. Nó chỉ là hú hay không hú thôi. Nhưng mà hôm gài cũng có rất nhiều anh em hỏi mua. Bố không bán nữa. Thật sự là không bán luôn. Ví dụ mình máy phố làm thì phố sẽ lấy phố gắn, chứ còn bán cho anh em nữa phố không gắn, phố không bán. Phố lấy ở trên của người ta về, phố chia cho anh em. Có nhiều anh em á, mấy cái máy anh pha nó hú cái gì đó không biết. Từ gắn gì không hết hú. Rồi cái đổi lại, đổi tới đổi lui hoài. Phố đâu có thời gian rảnh đâu mà đi đổi tới đổi lui cho anh em hoài. Bởi vì mua, hôm gài cũng có rất nhiều anh em hỏi mua, phố không bán thì anh em cũng thông cảm nha. Anh em nào biết xài chiếc xe của mình hú cái gì, chứ còn mà thấy nó hú rồi cái đó thừa hú cái nồi, hai cái nồi vô không hết cái trả lại, ai đâu mà thời gian mà đi tới đi lui lấy rồi lu bu công chuyện nữa. Rồi thì xe này là phố thay cái ba càng cho anh luôn, anh chủ xe thay cái ba càng luôn. Anh không có gửi cái gì cho ai cho mình hết, anh chỉ gửi là dên với cặp lốc đầu lòng với hai cái này thôi, anh gã hết trơn rồi. Thì thiếu đồ cũng rất là nhiều, thì phố mua phố đắp cho hết nha. Đây đồ hãng nha. Cái này mà kết hợp với cái này nữa thì đi là rất là ok luôn. Đồ xe bịch đi cả nhà. Rồi, bố lá cũng bố lá hẳn luôn nha. Rồi thì chủ yếu là quay tổng như gì để cho anh chủ xe mình xem cái máy trong nội bộ phố làm cái gì nha. Rồi để phố gắp cho xong. Rồi hoàn thiện cái máy. Rồi phố quay tiếp nữa nha mọi người. Quay cho anh em mình nghe tiếng máy rồi quay cái tổng quan cái máy mà mình làm mới luôn nha. Khâu cuối cùng cả nhà, khâu cuối cùng mình go đây rồi đặng mình canh chỉnh máy này kia ok rồi hạ máy cho khách nha. Rồi cả nhà nghe tiếng máy nha. Máy làm đi mà cả nhà.
Rồi, Phố xin kết thúc video của mọi người. Thì quá trình làm từ bên trong ra ngoài, nổ máy ấm êm thì cũng đã xong rồi nha. Giờ Phố xin kết thúc video để hạ máy xuống, giao về cho chủ máy nha. Rồi, cả nhà xem kênh của Phố thấy vui, thấy có ích thì cả nhà đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo về xe, về máy của Phố nha mọi người. Rồi, một lần nữa Phố xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Rồi, bye bye cả nhà nha.